Đồ dân tộc cũng có nhiều màu sắc ghê cả nhà hả? Mà Linh cứ nghĩ là đồ dân tộc của họ thì sẽ không có phong phú kiểu dáng như vậy đâu. Mình đến cái khu vực này á thì mình mới thấy là quá trời kiểu luôn. Rồi rồi phụ nữ cũng có thực sự là có rất là nhiều sự lựa chọn đó chứ không phải giống như là mình tưởng tượng. Chào cả nhà đã trở lại kênh Dashweb Live hay là Linh ở Hà Lan. Bây giờ thì Linh sẽ dắt mọi người đi vào cái khu của người Nam Á, Tây Á. Đây là một cái khám phá rất là mới mẻ của Linh. Tự nhiên nó cứ bị lạc giọng luôn cả nhà. Thì sau một hồi đi lang thang, nếu mà mọi người xem clip đi thủ đô Brussels của Bỉ phần 1 và phần 2 thì mọi người thấy Linh đã lang thang cả ngày ở cái thủ đô này. Và khi mà Linh đi đi hoài thì Linh đến cái khu vực này, Linh thấy họ bày bán ở ngoài đường như vậy nè. Thì ở bên Linh á, không có cái khu vực như vậy nha cả nhà, hoặc là Linh chưa có khám phá ra. Thấy họ để mấy cái đồ mũ ở ngoài đường á, nhìn giống như là cái kiểu hoàng hóa tạp hóa bên mình vậy cả nhà hả. Rồi một bên đó thì là quần áo, nhưng mà mặc dù bán để ở phía ngoài cái hiên nhà nhưng rất là có trật tự và thẳng hàng. Ở đây thì có những cái món đồ rất là đặc trưng của cái vùng này. Thì đồ của họ, mấy cái vật mà gọi là ăn uống đó, thường hay mã vàng. Nên có nhiều người bạn đạo Hồi và những người bạn cũng không có đạo Hồi nhưng mà có văn hóa của bên này á, thì họ cho Linh xem những cái đồ ly chén dĩa của họ cũng rất là thích là mạ vàng. Ở đây hàng hóa quần áo quá trời luôn, và giá cả thì Linh thấy chừng 10 đến 25 30 euro cho một cái áo thôi, quá trời nhiều luôn. Linh thật sự là phải có một người mà gọi là cái người mà xuất xứ từ cái lãnh thổ này á, thì cái khu vực này á, thì mới nói cho mình biết được là những cái bộ đồ như vậy nè là thuộc cái đất nước nào. Chứ mình nhìn vào thì mình không biết đâu, hay là túm đại cái cô này vào hỏi đi ta. Trời mưa cho nên dù bây giờ là trưa rồi đó cả nhà, nhưng mà Linh thấy thương người quá. Linh thấy thương quá đi. Tại vì bán hàng hóa vào trong cái ngày cuối tuần như vậy thì phải rất là đông người. Nhưng bây giờ thì chỉ lác đác vài người qua lại thôi. Linh thấy cái khu này á, hình như là chắc là dành đặc biệt cho những người ở những cái nước này đến sống. Tại vì Linh thấy đây nè, có một cái nhà thờ nữa mọi người thấy không? Cái kiểu nhà thờ dành cho những cái gọi là cái tôn giáo của họ. Nói chung là mình không có dám nói xa xôi, tại vì mình cứ mới đến đây và cũng không có hiểu gì về văn hóa của người ta, mình nói bậy thì không có tốt lắm. Đường phố ở đây thì sạch sẽ cả nhà hả. Mọi người nhìn mưa nhưng mà dù có những cái góc gách ở cái chỗ này nó không đẹp lắm, nhưng mà nơi đây thì Linh thấy nó sạch sẽ hơn. Quần áo quá trời màu sắc luôn nè cả nhà. Đang là sale 30, 20 đến 30%. Thì những cái kiểu dáng này á, tại sao họ sale thì Linh không biết. Tại vì mùa này là mùa đông, nhưng mà sắp tới mùa xuân rồi thì mấy cái áo này mỏng mỏng mặc cho mùa xuân cũng rất là đẹp. Nhưng mà họ lại bán giảm giá thì Linh không hiểu như thế nào. Đây là có một cái xe điện quay để ngoài đường. Và bên này thì cũng có rất là nhiều người đi cái xe điện như vậy. Ở thành phố nó cũng lớn. Có Linh xuyên Linh đi lang thang cho mọi người, quay cho mọi người xem thôi. Đây mấy cái áo này giá cả cũng hợp lý cả nhà hả, không có quá mắc. Nhưng mà nó không có hợp với mình Linh nên Linh không có mua. Và bây giờ đi mua sắm thì cũng làm đi nước khác cũng làm biếng mua lắm cả nhà. Ôi lại có người vô gia cư. Bên Bỉ Linh thấy thôi mình đeo cái điện thoại lên cái nha. Tự nhiên đeo cái điện thoại để vô cái màn hình kỳ cục quá, sorry cả nhà. Thì Linh thấy ở Bỉ có nhiều người vô gia cư hơn là ở bên Hà Lan. Tại vì bên Bỉ thì Linh cũng không biết cái chế độ của họ như thế nào, giờ giảm giá nữa nha cả nhà.
Thì Linh không biết cái chế độ của họ như thế nào, nhưng mà Linh thấy rất là nhiều người vô gia cư ở mấy cái khu gọi là xe điện nè, rồi mấy cái trạm xe hoặc là ở ngoài đường, thì Linh thấy nhiều hơn bên Linh nhiều lắm. Nói chung là cũng không có đưa ra cái nhận định gì hết, tại vì mỗi cái quốc gia nó mới có một cái chính sách dành cho người nhập cư khác nhau, cho nên mình cũng không có dám nói nhiều khi mà mình không có hiểu hết cái văn hóa và cái luật lệ của đất nước người ta. Ở cái khu vực này thực sự là gọi là chắc như giống như cái kiểu mà bên Mỹ họ có cái khu vực cho người Việt, người Hoa, thì ở đây cũng có như vậy. Thì mọi người coi cái mấy cái clip kia đã thấy có khu vực của người Việt rồi, thì bây giờ ở đây là khu vực dành cho người này, họ có bán trái cây để ngoài đường, và bên Linh cũng có nhưng mà ít hơn rất là nhiều. Rồi quần áo nữa nè, đây đây có một cái tiệm bán quần áo cho một cái dân tộc khác nữa nè. Linh nghĩ là vậy, tại vì thấy cái kiểu dáng nó khác nhau, dù sorry, dù là nó có cũng khăn trùm nhưng mà cái mẫu mã nó khác rất là nhiều với những cái đoạn đầu mà Linh giới thiệu với mọi người, và có một số cái cửa hàng chưa mở cửa nữa. Tuy nhiên Linh thấy mấy cái cửa hàng này nó bán gọi là đủ văn hóa phẩm, văn phòng phẩm của cái xứ sở gọi là cái xứ sở gì ta, 1001 đêm mất cả nhà. Cái xứ sở quốc này đây là người già của cái nước của họ. Trời thì đã chụp nhẹp cả ngày vậy đó, mà mình thì cứ lang thang đi suốt luôn. Mọi người cứ nghe về truyền thông á, tuyên truyền về người Hồi giáo, có người mọi người nghĩ thì người Hồi giáo đáng sợ, nhưng mà Linh nghĩ là những cái truyền thông đó họ nói về người Hồi giáo cực đoan thôi, còn những cái người Hồi giáo mà chân chính thì cũng họ rất là tốt luôn cả nhà. Tại vì Linh làm việc nào Linh học chung với họ, họ rất là cởi mở và dễ thương, và những người chồng á rất là thương vợ luôn Trời cả nhà, ơi, chứ có không phải tưởng giống như tượng mình được đặt không? trên Bây mấy giờ cái là tháng 2 phương tiện mà truyền mình thấy thông mất là đào ở nữa đây cả có nhà cũng nè, mọi người ơi. thấy không, đây là có quần áo nè, cũng có dân tộc khác nữa nè. Và thì bây giờ Linh Không biết nói nè, cây bây này giờ đang nói về cái nở vụ sớm mà hay Hồi là giáo thì Linh lại thấy đã cái quá muộn rồi. hoa đào ở đây. Ở Linh Linh cố thấy gắng Linh trên cây zoom này vào cho mọi nhiều người thì nụ, nó là bị nhiều rung rinh. hoa đây. Thì Linh không biết là hoa đào này đã nở sớm hay Cái nở cây sớm quá rồi, hay hoa là tối Linh cả nhà sẽ tới thấy chưa được có đúng cái mùa của nó. của nó Tại nhiều. vì mọi người biết là tháng Sorry. 3 mới có bắt đầu có hoa đào, giữa tháng 3. Bây giờ hoa đào nó nở như vậy nghĩa là cái thời tiết nó đã thay đổi cực đoan rất là nhiều. Và Linh thấy ở đây có nhiều hoa đào đã cũ rồi, thì Linh nghĩ là cái cây này Thôi nó đã mình nở rất quay là để cho sớm, mọi người xem được cái và hoa mình đào tới ngắm dù hoa nó đào thì tới muộn. thui thui à. Rất là mừng khi mà trời xám xịt như vậy, có một vài hoa, một vài bông hoa nó điểm xuyến trên bầu Đây đây trời thì đây, làm cho mọi người cảm ngắm giác của đủ mình tí. nó tích cực hơn. Mọi người nhìn ở bên đây đi, Linh cố gắng Linh quay cho nó đẹp lắm, thì Mình thật ra nó cũng lang là một thang nãy màu giờ, xám mình không biết dưới tới mình một cái đi đâu nền luôn cả xám nhà. khác. Vào mùa đông là như vậy đó cả Mình đi nhà. tá lả Thì hết. Linh nói tiếp vào cái Cứ có thấy đường đó là mình hồi đi nhá, thôi. thì họ rất là cởi mở và dễ Khu thương, này chứ trồng không được mấy phải cây anh là đạo khép gọi là cổ kín thụ luôn hoặc á. là Nhìn nó to như tiêu thế cực này. giống như là cho Và những cái phương bây tiện truyền giờ thông khác nó có đâu. hoa, Vì Linh nghĩa cũng là thời tiết có bây rất giờ là là nhiều không bạn thân ổn lắm người nha. Hồi giáo, cho nên Linh hiểu một phần nào về Giờ cái mình dân đi tộc tiếp. của họ. Thật ra thì tất cả đều là con người thôi cả nhà, thì cũng có người xấu người tốt. Tuy nhiên vì mình nghe cái vùng nào đó có một người xấu làm cái chuyện xấu, gọi là một con sâu nó làm sầu nồi canh đó, là ảnh hưởng cả một dân tộc, thì Linh mong qua clip của Linh mọi người có cái nhìn cởi mở hơn về người Hồi giáo. Đây là một cái khu gọi là trung tâm của người Hồi giáo luôn. Thì bên Hà Lan cũng có một cái khu như vậy rất là lớn. Và cái khu bên gọi là Swatamart. Và bên chỗ Linh đó thì nó có rất là nhiều ẩm thực. Bên đây Linh cũng thấy có ẩm thực nhưng mà Linh chưa có thấy nhiều. Và Linh cũng không có dự định là sẽ ghé để ăn, cho nên không có giới thiệu về cái khu ẩm thực bên này. Mọi người thấy ở bên đây nè, chỗ này nè, họ có nhiều cái hãng và nhiều bên đây có cái tiệm ẩm thực và dành cho người ăn chay nè. Thì ở đây họ cũng có nhiều nhãn hiệu và quần áo đặc trưng của đất nước của họ, có nhiều mẫu áo khoác rất là đẹp. Tuy nhiên rất là cảm thấy rất là tiếc là vì
cái người bán nhiều hơn người mua. Mọi người biết không, trước dịch á thì bên lên cái chợ Watermart á, có rất là nhiều người đến tham quan mua sắm. Lâu quá rồi, tại vì cái chỗ đó cách nhà Linh 2 tiếng đồng hồ thì Linh không có đi lại thường xuyên, thì Linh không biết như thế nào, nhưng mà Linh hy vọng là nó sẽ đông đúc hơn bên này. Ở đây họ bán cà vạt và túi xách nhìn cũng rất là đẹp. Linh mong họ có rất là nhiều khách hàng mua, tại vì bây giờ nếu mà không có nhiều người mua sắm thì mọi người biết rồi đó, cái sự giao thương về mua bán nó sẽ bị chững lại, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về đời sống của tất cả chúng ta, chứ không phải là với những cái người mua bán này không, mà gọi là tất cả của chúng ta. Và Linh hy vọng là chiến tranh sẽ sớm dừng lại để cho tất cả mọi người trên thế giới có cuộc sống yên bình hơn, không lo lạm phát nữa. Mọi người nhìn đi, nguyên cái chợ lớn như vậy nè, có mấy người đi mua đâu, chỉ đi ngang coi thôi. Thì cái khu chợ vừa rồi á, nó nằm rất là gần trung tâm, cho nên Linh cũng đi vòng vòng, và cuối cùng thì Linh cũng sẽ quay lại trung tâm mà thôi. Tại vì đi xa quá thì cũng mệt, và cũng không biết đường đi, đi một mình nếu mà tối thì cũng rất là nguy hiểm. Ở đây họ gắn đèn lấp la lấp lánh thì nhìn nó vui mắt một tí. Bây giờ thì Linh đi đại vào cái con đường này, tại vì Linh thấy ở phía xa xa có một cái tháp lớn, một cái tháp cao ấy chứ, thì Linh nghĩ đó là cái đường mình đi thẳng, cái đường này sẽ đi tới trung tâm. Ở đây họ cũng sơn và vẽ trên vách tường để nhìn đỡ nhàm chán. Đây là đường dành cho người đi bộ, họ đang sửa đường mà. Đó, mọi người thấy không, trên vách tường á có hình vẽ để mình nhìn mình đỡ cảm thấy cái vách tường nó bị trơ trọi, nhem nhuốc. Đi nhiều, nói nhiều, mệt quá. Đường phố yên tĩnh ha cả nhà hả? Linh bất ngờ đó chứ, tại vì mình đến đây vào những cái ngày cuối tuần mà đường phố nó lại yên tĩnh như vậy. Linh hy vọng là một ngày gần đây Linh sẽ lên Amsterdam để quay clip cho mọi người xem. Linh làm từ clip lâu quá là lâu luôn rồi mà chưa có giới thiệu về Amsterdam cho mọi người. Đây là cái tiệm bán những cái đồ trang sức. Như mọi người theo dõi clip của Linh thì biết là Linh đi rất là nhiều nước và rất là nhiều nơi. Thì trước đây á, Linh qua mấy cái chỗ như vậy thì Linh thích mua những cái đồ này lắm, tại vì nhìn nó đặc biệt. Nhưng mà sau này thì không mua nữa, là tại vì quá nhiều ở nhà đi. Rồi lâu lâu tụi Linh phải gom lại, tụi Linh bỏ bớt. Và khi mình bỏ những cái kỷ niệm này thì mình rất là tiếc. Tuy nhiên nếu mà để hoài á, thì nó chật nhà chật chỗ, cũng nhìn lại chỉ là kỷ niệm mà thôi, cho nên quyết định vứt bớt. Đây là có những cái lò đồ làm bằng đồng giả này nè, nhìn hay quá, thật sự là rất là thích. Có những cái biểu tượng giống như con rắn nè, là cái biểu tượng Linh rất là thích. Mọi người thích con gì? Linh là thích con rắn và con chó sói nha mọi người. Bây giờ mình đi lại cái khu này nè, Linh nhớ rồi, khu này là rất là gần trung tâm. Và clip sau Linh sẽ giới thiệu cho mọi người trung tâm Grand Plaza buổi trưa nhé, và ẩm thực đường phố ở ở Bỉ. Tại vì mọi người coi mấy cái clip này thì Linh đã giới thiệu cho mọi người coi cái Grand Plaza vào ban đêm. Và lần lần khác sau clip này Linh sẽ giới thiệu cho cái khu vực đó vào ban ngày cho mọi người xem, để có một cái nhìn khác hơn cảnh vật của nó, qua màu sắc của ánh dưới ánh mặt trời nó khác như thế nào. Đây là tiệm ẩm thực của Thái Lan, thì họ những có những cái mô hình như vậy nè để cho mình dễ lựa chọn. Mình thấy cũng có pha lẫn đồ Việt Nam á chứ, và đồ Trung Quốc nữa chứ không phải là đồ của Thái không, tại vì có cái gì nè, mì há cảo rồi có mì xá xíu. Thực sự đói quá trời luôn mà cũng chưa thấy đói nữa cả nhà. Mừng lắm là vì đi nhiều không có thấy đói lắm, tại vì nếu mà đói hoài thì sẽ ăn hoài.
mà mấy cái khu vực này trời ơi, quá trời thức ăn luôn cả nhà. Nếu mà người mà thích ăn và giống như Linh, không có ăn kiêng giống như Linh đó nha, thì ăn cho đá cái miệng luôn. Giờ mình đi tới nữa, thật sự nha, cái khu này nó cũng không có lớn lắm nhưng mà nó có quá nhiều đường để đi á, thì Linh bị lạc tạm hoài biệt luôn. khu vực của những người Hồi Đây có giáo một và cái những tiệm người bán Mormon áo gì khoác đó. đẹp quá. Xong bây giờ thì Linh sẽ đi đến một cái nơi khác. Tạm biệt cả nhà đã theo dõi clip của Linh, và sẽ gặp mọi người vào clip sau nhé.